chính là anh Ngôn Nhất Trì, người chồng đoán mệnh của em. Không có ngại ngần, tốt như là giảng chạy con lợn, có nghĩa là bài giảng tôi sẽ không bao giờ. Mày nghĩ thân phận của mày là ai mà định kết thân với chị hả cưng? Chính là anh Ngôn Nhất Trì, người chồng đoán mệnh của em. Không có ngại ngần, tốt. Mày nghĩ thân phận của mày là ai mà định kết thân với chị hả cưng? Chính là anh Ngôn Nhất Trì, người chồng đoán mệnh của em. Không có ngại ngần, tốt. Mày nghĩ thân phận của mày là ai mà định kết thân với chị hả cưng? Chính là anh Ngôn Nhất Trì, người chồng đoán mệnh của em. Không có ngại ngần, tốt. Hết như là giảng chạy con lợn, có nghĩa là bài giảng tao sẽ không bao giờ. Mày nghĩ thân phận của mày là ai mà định kết thân với chị hả cưng? Chính là anh Ngôn Nhất Trì, người chồng đoán mệnh của em. Không có ngại ngần, tốt. Hết như là giảng chạy con lợn, có nghĩa là bài giảng tao sẽ không bao giờ. Chính là anh Ngôn Nhất Trì, người chồng đoán mệnh của em. Không có ngại ngần, tốt. Mày nghĩ thân phận của mày là ai mà định kết thân với chị hả cưng? Chính là anh Ngôn Nhất Trì, người chồng đoán mệnh của em. Không có ngại ngần, tốt. Chính là anh Ngôn Nhất Trì, người chồng đoán mệnh của em. Không có ngại ngần, tốt.